Dù sao trái đất vẫn quay. Xưa kia, người ta cứ nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn vì sao phải quay xung quanh cái tâm này. Người đầu tiên bác bỏ ý kiến sai lầm đó là nhà thiên văn học Ba Lan, Copernic. Năm 1543, Copernic cho xuất bản một cuốn sách chứng minh rằng chính trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời. Phát hiện của nhà thiên văn học làm mọi người sửng sốt. Thậm chí nó còn bị coi là tà thuyết vì nó ngược với những lời phán bảo của Chúa Trời. Chưa đầy một thế kỷ sau, năm 1632, nhà thiên văn học Galileo lại cho ra đời một cuốn sách mới cổ vũ cho ý kiến của Copernic. Lập tức, tòa án quyết định cấm cuốn sách ấy và mang Galileo ra xét xử. Khi đó, nhà bác học đã gần 70 tuổi. Bị coi là tội phạm, nhà bác học già buộc phải thề từ bỏ ý kiến cho rằng trái đất quay, nhưng vừa bước ra khỏi cửa tòa án, ông đã bực tức nói to: "Dù sao trái đất vẫn quay." Galileo phải trải qua những năm cuối đời trong cảnh tù đầy, nhưng cuối cùng lẽ phải đã thắng, tư tưởng của hai nhà bác học dũng cảm đã trở thành chân lý giản dị trong đời sống ngày nay. Theo Lê Nguyên Long, Phạm Ngọc Toàn. Hè vừa qua, tôi được về quê thăm ngoại ở Cà Mau. Có một lần tôi đến nhà trẻ rước đứa em họ. Trong khi đứng chờ em, tôi đã chứng kiến cảnh cậu bé đã dũng cảm cứu em nhỏ. Chuyện là thế này, bác nhân viên đưa cô con gái nhỏ mới 5 tuổi đến nhà trẻ chơi. Trong khi bà mãi bận việc, cô con gái chạy chơi ven hồ nuôi cá. Chẳng may, bé gái trượt người, chân ngã xuống hồ. Em chưa kịp làm gì thì một cậu bé đã nhảy xuống hồ cứu em bé. Nghe tiếng kêu la, bà mẹ của em bé chạy ra, nhìn thấy cậu bé đang ôm con mình đưa vào bờ. Sau khi được mọi người cấp cứu, em bé đã tỉnh lại. Bà mẹ em bé vô cùng cảm động, cứ cầm lấy tay cậu bé mà cảm ơn rối rít. Tôi cũng rất khâm phục cậu, cậu quả là một người dũng cảm.